con người ở khắp mọi nơi. Mỗi đại, mỗi ngóc ngách của trái đất đều có thể nhìn thấy bóng dáng của con người. Chúng ta có thể sống trong khu rừng xanh nhất của trái đất, trên hải dương và trên bình nguyên, chúng ta có ảnh hưởng lớn đến trái đất như vậy. Ngay cả các nhà khoa học phần lớn đều cho rằng những dấu vết mà con người để lại trên trái đất này là mãi mãi. Vậy nếu đột nhiên con người biến mất, thì trái đất sẽ trở lên như thế nào? Khi không có ai làm công việc bảo trì, thì những thứ mà con người tạo ra lập tức sẽ xuất hiện bất thường. Trong thời gian đầu khi con người biến mất, máy bay, xe hơi, các con tàu vốn vẫn đang hoạt động bình thường sẽ lập tức mất kiểm soát, sẽ gây ra tai nạn đường bộ, máy bay sẽ mất lái từ trên trời rơi xuống, động cơ sẽ dừng hoạt động, vân vân. Có điều không xảy ra tử vong vì con người đã không còn nữa, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới động vật và thực vật. Tiếp sau đó sẽ ảnh hưởng tới hệ thống điện nước, giao thông và khí đốt của thành phố, dần dần sẽ bị ngưng trệ. Còn có hàng trăm thiết bị thoát nước bị báo phế chỉ trong vòng 3 ngày, các đường ống ngầm sẽ bị nước nhấn chìm chỉ trong vòng 3 ngày. Ồ, đúng rồi, vẫn còn nhà máy điện hạt nhân. Sự bất thường của điện lực toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới khả năng kiểm tra tự động của hệ thống điện, dẫn đến nguồn điện tự động tắt đi. Sau một tuần, các máy phát điện khẩn cấp sẽ dừng hoạt động, khi lửa cũng bị dập tắt. Trong vài thập kỷ tới, trái đất lại một lần nữa quay về với bóng tối. Thú cưng của con người nuôi cũng chắc chắn cũng không thể sống sót, vì không có ai cho chúng ăn. Có những con có thể chết đói trong nhà, có những con có thể đi ra khỏi nhà và trở thành động vật hoang dã. Ngoài thú cưng ra, những động vật nuôi trong vườn bách thú có lẽ cũng sẽ rời đi, quay về với thiên nhiên. Sau đó, không cung cấp liên tục cho các lò phản ứng hạt nhân, các lò hạt nhân sẽ phát nổ. Hậu quả sẽ giống như sự kiện xảy ra năm 1986 ở Chernobyl. Sau khi vụ nổ xảy ra, phần lớn động vật đều trúng phóng xạ mà chết, còn lại cũng sẽ dần dần rời đi. Sau một tháng khó khăn trôi qua, sự thay đổi sẽ dần dần chậm đi. Trong vòng 20 năm, hai bên đường sẽ được bao phủ bởi đủ loại thực vật. Khoảng thời gian này, hệ thống đường ống ngầm bị nước nhấn chìm đã bị oxy hóa. Các con đường có lẽ đã biến thành các dòng sông. Cùng với vòng tuần hoàn của thời tiết, các dòng sông lúc đóng thành băng, lúc lại tan thành nước. Điều này đối với các con đường và cơ sở hạ tầng kiên cố xung quanh phải chịu chấn động và hủy hoại. Các đường ống bị rò rỉ nước của các tòa nhà lớn cũng sẽ gây ra phá hủy như vậy. Những tòa nhà cao chọc trời, chỉ cần qua 200 mùa đông thì sẽ bị sụp đổ, giống như các thành phố được xây giáp biển. Ở Quảng Châu và Thượng Hải, những thành phố này bị phá hủy hoàn toàn. Những dòng nước to nhỏ sẽ phá hủy xi măng, sắt thép của các công trình. Suy bại ở nông thôn và ngoại ô sẽ chậm hơn một chút, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật suy bại của trái đất. Rò rỉ nước, nấm mốc, độc hại, thậm chí là dịch chuột, những kẻ thù thường xuyên gặp phải này bây giờ càng trở nên trắng trợn hơn. Trong vòng 75 năm, phần lớn các công trình kiên cố đều sẽ bị sụp đổ, sau đó trở thành quốc gia của các loài chuột và thằn lằn rắn mối. Nhưng trong thế giới của thế hệ con cháu sau này sinh ra ở bản địa lại có ý nghĩa hoàn toàn mới. Các thành phố sẽ bị xâm lấn bởi thực vật, những sinh vật vốn thuộc về nơi này có thể sẽ xuôi theo dòng chảy của hải dương đi tới một nơi khác. Ví dụ như lục bình vốn thuộc về Nam Mỹ có thể bao phủ kín các luồng nước của Thượng Hải. Các loài cỏ dại có độc vốn ở vùng đất giữa Biển Đen và Caspian sẽ mọc đầy ở bờ sông Thêm ở Anh. Cây thầu dầu của Trung Quốc có lẽ sẽ chiếm lĩnh các con đường ở New York. Hơn nữa, các tòa nhà chọc trời khi sụp đổ sẽ thêm một tàn cục mới cho khu rừng, độ chua của đất sẽ tăng cao. Điều này chính là cơ hội cho các sinh vật mới phát triển đa dạng sinh thái của thế hệ sau, cũng sẽ mở rộng đến thế giới động vật. Động vật dựa vào cầu nối chúng ta để lại và gia nhập vào lãnh địa mới, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Tóm lại, các công trình của chúng ta đã hủy hoại một số loài động vật, đồng thời cũng cứu một số loài động vật. Loài gián tiếp tục phát triển mạnh ở vùng đất nhiệt đới của chúng, nhưng không có hệ thống cung cấp nhiệt của chúng ta, chúng sẽ bị đóng băng khi trải qua hai mùa đông, cuối cùng phải chết. Ngược lại, giảm được ô nhiễm ánh sáng sẽ cứu được hơn 10 tỷ con chim di cư mỗi năm, bởi vì khi chúng di cư, thường xuyên gặp phải đến tín hiệu của ánh sáng và trở ngại của những đường dây điện cao áp. Bây giờ thì không còn nữa. Cùng với sự phát triển không ngừng của động vật, khí hậu của trái đất cũng dần dần hồi phục sau hàng nghìn năm chịu ảnh hưởng của con người. 200 năm sau khi con người biến mất, những chiếc túi ni lông mà chúng ta tạo ra bắt đầu phân hủy. Vật chất phân hủy sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và đất đai xung quanh, gây ra ô nhiễm lần thứ hai. 1.000 năm sau khi con người biến mất, những công trình do con người tạo ra phần lớn đều đã bị sụp đổ. 6.000 năm sau, ô nhiễm đại dương sẽ được làm sạch dựa vào vòng tuần hoàn của tự nhiên. Hiệu ứng nhà kính cũng giảm dần, tốc độ nước dâng cao cũng giảm mạnh. 35.000 năm sau khi con người biến mất, sinh vật trong lòng đất bắt đầu phát triển, loại bỏ những mẩu chỉ cuối cùng còn sót lại của cuộc cách mạng công nghiệp, mà khí carbon dioxide phải mất ít nhất 65.000 năm mới có thể quay lại mức thời tiền văn minh. Nhưng thực chất sau mấy trăm năm, dấu vết mà con người để lại vẫn tồn tại. Chúng được chạm khắc bằng đá granite rắn, núi Rushmore của Mỹ vẫn đứng sừng sững ở đó. Những tác phẩm được điêu khắc bằng đồng của chúng ta, bởi vì có các thành phần hóa học nên đã tồn tại trong thời gian 10 triệu năm. Nằm sâu dưới đáy biển là tàn tích của một thành phố được xây dựng trên vùng đồng bằng ngập nước, được lưu giữ dưới dạng hóa thạch. Tất nhiên, những di tích này cuối cùng cũng sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất. Nền văn minh nhân loại không thể tồn tại mãi mãi, chúng ta cũng không thể tồn tại mãi mãi. Nhưng thông qua khảo sát thế giới khi không có chúng ta, có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Nơi đây là thiên văn của vũ trụ. Hãy theo dõi tôi để hiểu thêm nhiều hơn về kiến thức thiên văn vũ trụ nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.